Rồi nói em hôm nay mình sẽ qua một chút xíu bài chapter 20 ha. Nhưng mà sẽ nói về phần thực hành. Tại sao vậy ha? Tại vì bây giờ nó không thi lý thuyết thì phần thực hành chắc chắn nó cũng sẽ wrap up với cưng, nó cũng sẽ hỏi cưng ha. Bây giờ đầu tiên tất cả mở cô cho Trang, Trang cho cô là 629. 629 là gì? Là check curl. Là thử gì cưng? Thử lọn, đúng không? Thử lọn, mình lấy ra một lọn hoặc lấy một mảnh tóc. Mà khi ra lấy một mảnh tóc thì gọi là gì? Kim Anh trả lời, lấy một mảnh tóc gọi là gì cưng? Gọi là strand. Strand test. Strand test là gì? Cái này dạy chưa? Cái này nói rồi. Strand test là gì? Là lấy một mảnh tóc ra để thử. Giờ một người khách bước vô, người ta nói rằng cô à, tôi muốn uống tóc, nhưng mà cô, tôi cứ nghĩ rằng không biết cái lọn tóc này có đẹp không. Tôi thấy người ta uống quăng lọn này màu này màu kia, uống tóc nó rất là nhiều màu, nó có ống màu hồng, màu tím, màu xanh, màu trắng, màu vàng, thấy không? Thì mình phải lựa những cái ống đó. Thì bằng cách nào? Mình chỉ lấy ra một cái, mình nói mình lấy ra chỉ một cái là một miếng tóc nhỏ thôi, thì lấy một mảng tóc nhỏ gọi là strand test. Trong cái strand test đó mình sẽ lấy ra một mảng để mình cuốn cái ống chính xác mà cô ta muốn. Còn nếu cô ta muốn 5 ống thì mình phải làm luôn 5 mảng. Mỗi một mảng là một ống. Mỗi một mảng là một ống. Mỗi một mảng là một ống, cứ hiểu không? Đó là strand test. Mà mình test cái này là cho cái gì? Nói cô nghe coi. Cho permanent là uống. Ha cưng ha. Mấy mốt cưng strength test cho màu cũng được. Nhưng strength test nói chung là lấy một piece of hair and then mình perform để mình check cái độ gì, thời gian, và mình coi cái thuốc người ta như thế nào, thấy không? Mình coi cái product mình sử dụng là cái gì, sản phẩm là cái gì và thời gian là bao nhiêu. Bây giờ tất cả mở trang cho cô 629. Thường thường mình làm cái loại, mình làm một cái thử nghiệm này, mình làm trước khi dịch vụ hay là sau khi dịch vụ hay là trong khi làm dịch vụ? Luôn luôn làm trước dịch vụ. Thì trước dịch vụ chữ đó có nghĩa là preliminary, tức là làm trước, đúng không chưa? Còn strength test là gì? Là lấy ra một mảng tóc. Thấy chưa? Để làm trước. Hôm nay mình nói về uống thì mình lấy một mảng tóc ra mình uống nè. Bây giờ đầu tiên trước khi uống tóc, cưng làm dịch vụ nước hay làm dịch vụ khô? Trả lời. Nước. Nước gọi là shampoo. Giờ hỏi cô shampoo tròn mấy khăn? Hai khăn và một miếng kép hoặc là một miếng nhựa, đúng không? Hai khăn và một miếng nhựa. Như vậy thì gội đầu có giống dịch vụ quá tố không? Giống hệt. Bây giờ một câu nó hỏi một người khách muốn cắt tóc, người ta muốn gội đầu, thì cưng sẽ quàng mấy khăn? Two towel and one drink, one cake. Hai khăn một nhựa. Nhưng mà sau đó mình phải bỏ cái khăn đi để mình choàng dịch vụ cho cắt tóc, đúng không? Dịch vụ cho cắt tóc là mấy khăn? One cake, one towel. Một miếng khăn và một miếng nhựa thôi. Tại dịch vụ cắt tóc là khô hay nước? Là dry service, là khô. Có hiểu chưa? Còn nếu cô này cổ uống tóc thì chắc chắn là mình sẽ để luôn hai cái khăn, tại vì uống tóc và gội đầu giống nhau không? Cũng hoàn hai khăn và một nhựa tại dịch vụ nước. Rồi đầu tiên câu số 1 ở trang 629, hãy hoàn khăn cho dịch vụ gội đầu, thì mình phải biết uống tóc phải gội đầu, đúng không? Sau đó câu số 2, hãy nhẹ nhàng gội đầu và chậm ráo tóc của cô ta, nhớ rằng không có được làm cho da đầu cô ta bị ngứa ngáy. Giờ hỏi nè, tại sao gội đầu tránh da đầu bị ngứa? Vậy chứ dịch vụ gội đầu cho uống tóc để làm cái gì cưng? Cho da đầu sạch hay cho tóc sạch? Da đầu sạch. Sai. Chính vì da đầu sạch đó da người ta mới ngứa. Giờ hiểu chưa? Không có làm sạch da đầu, thành ra để cho một dịch vụ uống tóc được hoàn hảo, người khách không được gội đầu trước đó 24 tiếng. Nhưng mà cái dịch vụ này cần làm trên tóc ướt, thì đã đem người khách xuống shampoo nhưng mà không được gãi da đầu,
đúng không? Tất cả cái này khi tụi con làm thực tế, cô vẫn nói khi đem khách xuống gội đầu cho uống tóc không được gãi da đầu, chỉ làm sạch tóc thôi. Và đồng thời cô nói với người khách, chị không nên gội đầu 24 tiếng trước khi làm tất cả dịch vụ quá tố. Là tại sao? Cái da đầu em quá sạch. Nếu da đầu quá sạch hoặc cưng làm chày da đầu người ta trong lúc đem xuống gội đầu thì cái gì sẽ xảy ra? Đầu người ta không phải bị ngứa mà thậm chí sẽ bị phỏng, rát và phỏng. Có hiểu cô nói đi tất cả câu đó vô câu đó ra thi có hết. Thành ra tránh gội đầu, nghe cưng, tránh gội đầu một cách gọi là làm cho chày xước da đầu, rất là gentle. Chữ gentle có nghĩa là tránh gội đầu một cách mạnh mẽ để tránh ra chày xước da đầu. Rồi nếu mà khăn người khách ướt, người khách gội đầu bị ướt thì nó hỏi một câu, bạn có thể choàng lại người khách không? Câu trả lời là sao? Yes. Như vậy nó hỏi một câu, khi bạn gội đầu cho khách, nếu như accident gì, tình cờ hoặc một cái tai nạn gì xảy ra mà cái khăn nó ướt thì bạn có thể hoàn lại cái khăn mới không? Nó hỏi một câu đó. Cái miếng khăn ướt hoàn được thay thế khi nào? Khi nó ướt là phải thay, chứ không phải là hết dịch vụ mới thay. Cũng như cái miếng bông gòn mà cưng quấn chung quanh để bảo vệ da đầu, tất cả nhìn vô trong cái trang lát mình mở trang 630, thấy không? Cái miếng quấn bông gòn chung quanh da đầu để bảo vệ thuốc không có nhỏ vào người khách, nhưng mà được thay lúc nào? Khi ướt là phải thay, chứ không phải hết dịch vụ mới thay hay là đợi người khách yêu cầu mới thay. Giờ có hiểu cô nói chưa? Hả? Thì dịch vụ này luôn luôn được gội đầu trước, đúng không cưng? Bây giờ về nguyên tên kết là gì? Làm trước, thử nghiệm trước để làm gì cưng? Thử nghiệm trước để tính cái gì? Để coi thứ nhất là sản phẩm sử dụng như thế nào, thứ hai là thời gian. Hả? Thì cái này tức là thử một miếng tóc làm trước để đoán được sản phẩm sử dụng và thời gian sử dụng như thế nào. Thì bởi vậy mình mới gọi là preliminary test girl, là thử nghiệm trước. Dịch vụ này luôn luôn được làm ở, luôn luôn được gội đầu trước mà một cách nhẹ nhàng, tránh làm cho da đầu bị ngứa ngáy, tức là không có nên gãi mạnh. Nếu mà trường hợp khăn ướt thì mình có thể thay lại cho cô ta. Và câu số 3 ở trang 629, bây giờ mình sẽ wrap one in each different areas of the head, on the top, the side and the knee. Tức là bây giờ sẽ chọn mỗi khu vực một ống. Thì những khu vực chọn sẽ là đầu tiên trên đỉnh đầu, thứ hai là bên hông, bên hông, và thứ ba là dưới gáy, ghi vô. Hả? Thì ba cái vị trí ở trang hình 629 câu số 3 là được làm một ống ngay đỉnh, một ống bên hông và một ống ở dưới gáy. Mình phải chọn, nó hỏi đó. Nó nói khi làm thử một cái lọn tóc để biết sản phẩm và thời gian sử dụng thì bạn sẽ cuốn ống ở đơn vị trí nào? Những vị trí khác nhau trên đầu. Thứ nhất là ở đâu? Đỉnh. Thứ hai bên hông, và thứ ba dưới gáy. Hả? Ừ. Đặt ống ở nhiều vị trí khác nhau. Thứ nhất là đau cưng, gáy. Thứ hai là đau đỉnh. Và thứ ba là bên hông á, đi bên hông cho cưng được không? Hông có mấy bên? Hai. Thì làm một bên thôi. Đâu cần hai bên. Và sau đó kế tiếp để bảo vệ người khách, câu số 4, hãy quấn bông gòn chung quanh từng ống một. Người ta có ống ở đây thì quấn ở đâu? Bông gòn ở đây. Người ta gắn ở đây thì bông gòn ở đâu? Ở đây. Mở trang 630. Và sau đó bạn sẽ quấn bông gòn chung quanh từng ống một. Thì cái quấn bông gòn là chức năng gì? Bảo vệ mình hay bảo vệ người khách? Nó hỏi đó. Sau khi thử, nó hỏi đơn giản thôi. Khi bạn thử những cái lọn tóc để biết thời gian và sản phẩm, cái miếng bông gòn này được quấn ở đâu? A, B, C, D được quấn ở đâu? Trên từng vị trí của ống.
Ví dụ ống cưng đặt phía trước thì muốn bông gọn ở đâu? Ở phía trước. Ở bên hông thì bên hông. Hiểu cô nói không? Tất cả mở trang 630, tất cả phải mở sách ra để nhìn. Không có nhìn mặt cô không có cái hình đó. Mở ra để mình hiểu được nó quấn như thế nào. Bây giờ tụi cưng không thi thực hành, sau mốt nó thi thực hành thì sao? Nó chắc y chang như vậy. À, rồi. Và sau đó mình bỏ thuốc như thế nào cưng? Khi bỏ thuốc, apply số 5. Apply perm solution to the rapid curl. Do not allow perm solution come in the contact with the unwrapped hair. Sau đó bạn hãy bỏ thuốc lên từng cái ống mà bạn đã sử dụng, đúng không? Và điều tránh là gì? Không để thuốc lan ra những phần không có uống tóc. Thì thành ra cái miếng bông gòn bảo vệ làm cái gì cưng? Bảo vệ như thế nào? Để cho thuốc đừng có over saturated, là thuốc không có bị lan qua những phần không uống. Có đúng không? Yeah. Nha cưng. Và sau đó mình sẽ xét đồng hồ và mình sẽ thử lọn. Rồi, cho cô biết ở câu số 8, ở trang 630. Khi thử lọn thì cái gì mình biết được rằng chính xác cái thuốc nó đã, cái lọn nó đã hoàn hảo. Nó cô nghe ơi. Rồi. Ghi vô. Thành ra những cái đó mình nói là cái chính ra đi đó. Cái mẫu chữ S sẽ được xuất hiện khi bạn thử test curl. Bây giờ nãy giờ mình nói rất là nhiều đúng không? A, B, C, D. Như vậy test curl để tìm cái gì? Như vậy thử lọn để tìm cái gì? Test curl để tìm cái gì? Vậy còn gì nữa? Độ quăng chỉ có 90% thôi. Test curl để làm cái gì? Thứ nhất, sản phẩm, thời gian và cái gì nữa? Chữ gì đây? Đã xếp. Và để tìm coi là cái tóc có hiện ra cái S pattern chưa. Nãy giờ nói rất là nhiều, nhưng tổng cộng lại chỉ có 3 cái. Thử lọn để tìm gì? Đầu tiên sản phẩm sử dụng, thứ hai thời gian sử dụng, thứ ba tìm ra được cái mẫu chữ S. Vậy cô hỏi lại nè, nếu cái người muốn tóc quanh thì sẽ dựa lên cái gì? Nếu người tóc quăng sẽ dựa lên cái gì? Rồi, dựa lên cái thanh uống tóc. Cái hiểu cô nói không? Còn nếu muốn phòng thì dựa vô cái gì? Sự đặt để trên da đầu, gọi là base. On base, half of base and out of base. Đúng rồi, giỏi. Giờ hiểu chưa? Thì khi mình học rồi mình mới thấy rằng bữa giờ em mài bít với cô, em thấy hậu quả rất là khả quan. Dạ cưng nghe. Cái gì nó cũng có. Dạ hiểu cô nói chưa? Rồi. Nó nói rằng khi bạn triển khai thuốc uống tóc như thế nào bạn biết cái lọn của bạn nó đã phát triển một cách hoàn toàn là chữ gì? Chữ S. Chữ S đó. Thành ra S là cái bon nào bị bể? Cái bon nào bị bể gãy? Luôn. Mấy chữ S? Giỏi. Bon lưu huỳnh kép bị bẻ, thành ra mình phải kiếm ra chữ S. Giờ hiểu chứ? Mình bẻ lưu huỳnh người ta ép mà chưa tới ép mình cho người ta gọi là tiêu rồi. Giờ hiểu cô nói không? Rồi. Cái đó là câu chính. Là câu chính nha cưng ha. Rồi sau đó thì mình như thế nào? Mình xả tóc hoàn toàn với nước gì ta? Câu số 9. Xả tóc hoàn toàn với nước gì? Nước. Nước gì? Nước mát. Ấm, mát. Ấm. Bát. Đứa nào nói nước mát bỏ vô đồng của con heo đi. Nước ấm con. Tất cả quá tố là nước ấm hết. Nước ấm không có nóng. Bây giờ cô nói nước nóng tụi cưng. Tụi cưng không hiểu là nóng cỡ nào. Cô cho cô một ly nước nóng, em biết nóng cỡ nào. Nhưng mà cô nói nước ấm là cưng sẽ làm được. Nóng, ấm hoặc là mát. Nha cưng, warm hoặc cool. Chứ không có khô. 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 Nhưng mà nước này là nước ấm nha. Cái này là xả nước ấm. Tất cả mấy chị nhìn vô kem trang 630 đi. Đừng có nhìn cái mặt em. Mặt em không có chữ đó. Trong 630 ở dòng số 9. Tất cả sử dụng hãy xả sạch sẽ bằng nước ấm. Tối thiểu là bao nhiêu phút? 15 phút.
tối thiểu là 5 phút ra thi nó hỏi đó. Câu này mấy chị luyện thi có không? Có hết. Nhưng mà sau đó chậm ráo và bỏ thuốc trung hòa vào. Nó nói khi bỏ thuốc trung hòa thì bạn sẽ để trong vòng bao lâu? Câu trả lời là cái gì? Giỏi, phải theo nhà sản xuất. According to the manufacturer direction. Vậy lớp này sau cái lớp này học 21 rồi đi thi hết luôn đi. Rồi. Vậy chứ test khơ thử loạn để tìm cái gì cưng? Giỏi, chữ S, that's it. Phải nhìn ra chữ S mới được. Thì chữ S này sẽ được test trước khi bỏ thuốc trung hòa hay là sau khi bỏ thuốc trung hòa? Giỏi. Tại thuốc trung hòa là nó khóa lại đó. Những cái gì mà cưng làm nó thì thuốc trung hòa nó sẽ đóng y chang cái chuyện cưng làm, thành ra bút xa cả chết. Mà sai đó là trung hòa nó dập một cái là sai luôn, nghe cưng hết cú. Ừ, hết cú. Ô trời, thử chứ, thử hết á. À, cưng nói thử lọn á cưng, hiếm lắm. Nhưng mà có, nhưng mà tụi cưng phải hiểu, tại vì có những người người ta cũng đau rồi bạn. Không có chữ đau và bao trong thế giới của mình. Đau và bao là mình phải ngồi xuống làm đi. Chị nói thuốc em có bị ngứa da đầu không? Uống tóc có ngứa da đầu, nhuộm tóc ra đầu. Chị ngồi xuống em thử cho chị. Vậy chứ tẩy có cần thử da? Có hỏi một câu, tẩy có cần thử da không? Không cần thử da. Nếu mà xài toner thì mới thử da. Nhưng mà ngoài đời á, tẩy là toner hết là phải thử da. Trong toner là thuốc uống tóc, nhuộm tóc là có alkaline. Thành ra thử da là để chất độ kiềm. Có mình dị ứng không? Tôi hiểu không? Vậy chứ mấy người học facial thử keo gắn lông mi để thử cái gì? Chị bắt em xuống em giữ ứng cái gì? Giữ keo. Đúng rồi, giữ chất keo. Nó phải nhớ. Còn tại sao nhuộm tóc em thử? Tại trong thuốc nhuộm tóc nó có kiềm. Nếu mà tẩy không cần toner cũng cần, nhưng mà chắc chắn 10 người tẩy là 10 người toner hết nha cưng. Nếu mà mình nghi ngờ mình, nhưng mà nó hỏi nè, khi bạn thử thuốc bạn sẽ thử như thế nào? Thử đúng cái loại thuốc mà người yêu cầu đó. Phải đúng cái thuốc mà mình làm cho người ta, chứ lấy cái thuốc này đi thử thuốc khác. Hiểu cô nói không cưng? Rồi, có ai thắc mắc gì không? Cái đó là cái test pro nhá. Rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình qua cái trang 631. Qua trang 631 gọi là basic rap. Cái này xả bằng nước gì nói lại cho cô cưng? Đúng rồi. Giờ cái kế tiếp ở trang 631 basic wrap tức là uốn tóc cơ bản. Trang 631. Cô nói những cái chính cho tụi cưng hiểu. 631 tới 600 mấy cưng? Tới 634 ha. Basic là gì? À, em hiểu chữ basic là căn bản, uốn tóc cơ bản. Bây giờ em nhìn ở cái hình số 3 đó. Khi uốn tóc cơ bản thì em chia tóc thành mấy phần? 9 phần. Thì nó hỏi lý do tại sao bạn chia 9 phần căn bản. Thì trên những phần đó em sẽ làm cái gì? Em đặt ống đúng ngay cái phần mà em chia, gọi là cơ bản. Thành ra hầu như uống tóc mà tụi cưng muốn mà đẹp luôn luôn cơ bản. Tại sao? Cái ống nó cỡ kích như thế nào thì mình sẽ chia cái phần tóc trên đầu y chang. Thì cái phương pháp mà chia những kích cỡ hoặc những ô tóc ở trên da đầu bằng với lại những kích cỡ của ống gọi là uốn tóc căn bản. Nó hỏi đó. Nó nói chia những luốn tóc và uốn trên những cái luốn đó thì gọi là gì? Basic perm. Uốn cơ bản. À ha, uống lên phần đó, đúng rồi. Nha cưng ha. Tức là như thế nào? Một cái công thức là như thế nào? Ghi cho cô ở câu số 3. Divide the hair into 9 panels. Use the length of the rod, measure the same width of the panel. Tức là chiều ngang của cái rod sẽ bằng chiều ngang của cái miếng ô tóc mình chia. Thì cái đó gọi là căn bản. Căn bản tức là rod length. Width gì? No length. Chiều dài của ống sẽ bằng cái gì cưng?
handle with. Đúng rồi. Tức là chiều dài của ống sẽ bằng chiều dài của cái ô tóc của mình kia. Nó cái đó là tô của nó. Độ ngang hay độ rộng của cái gì cưng? Của ô tóc, đúng không cưng? Tụi cưng làm gì đó, nhìn lên trên cái cuốn sách đó, thấy hết á. Thì cái này gọi là gì cưng? Kiểu tóc cơ bản, đó xíu. Và khi uống tóc thì cái miếng tóc ở trên cái ống phải được như thế nào? Phải được mướt mà, phải be smooth. Và cọng dây không được như thế nào? Nói cô nghe coi. Cọng dây không được xoắn và không được đặt ở đâu? Sát vô da đầu. Giỏi. Cái đen á là cọng dây á. Unstop and twist it. Tức là sợi dây á không nên trên da đầu. Và như thế nào cưng? Xoắn. Vậy lý do sẽ bị như thế nào? Gãy tóc. Đúng rồi. Ben should not. Tại vì lý do là sẽ bị break it. Tóc bị gì cưng? Gãy. Có nữa cái này không ra thi nó cũng hỏi rồi. Nhưng mà cô ta muốn rằng tổng tóc cô ta quăng thì dùng cái gì để quăng? Giỏi, kích cỡ ống, đúng không? Còn cô ta muốn phòng thì dùng cái gì cưng? Đặt để trên da đầu là bay, hiểu chưa? Đó, cái này cứ clip học lại thì cũng phải hiểu. Bây giờ mình dùng phương pháp này chải sấy được không? Được, đúng không? Cô ta muốn chải sấy mà nó phùng thì cưng đặt cái cây bằng chải sát trên da đầu, có hiểu cô nói không? Có ai thắc mắc gì không? Im lặng hết rồi, tại sao im lặng dữ vậy? Sự im lặng là một sự rất là đáng sợ. Tại vì không biết phản ứng là à. Rồi, sau khi làm rồi thì mình như thế nào cưng? Mình có quấn bông gòn không? Để bảo vệ, đúng không? Và bỏ thuốc như thế nào? Lên từng ống một, nghe cưng? Thì để bảo vệ cái từng ống đó thì mình phải cho như thế nào? Chậm rãi lên từng ống một, nhé. Cái đó là những cái phương pháp làm cô nói cho tụi tôi hiểu. Rồi. Rồi khi nào là lúc mà tốt nhất mình thay cái sợi dây bông gòn? Khi nó ướt là phải thay liền. Hai cưng ha. Giỏi. Xong rồi mình sẽ xả tóc trong vòng mấy phút? Bằng nước gì? Giỏi. Tối thiểu đó, at least 5 minutes. Tức là có thể 7 phút được không? Nhưng mà tối thiểu là 5 phút. Giỏi. Rồi sau đó chậm ráo không? Chậm ráo và apply thuốc trung hòa theo cái gì cưng? Theo lời hướng dẫn nhà sản xuất. Và apply như thế nào? Lên từng ống một. Câu đó là câu chính xác. Bỏ thuốc uống tóc và thuốc trung hòa lên từng ống mà động tác là như thế nào? Slowly. Nha cưng. Và xả như thế nào, ring như thế nào? Cú uống tóc là 5 phút. Còn thuốc trung hòa thì như thế nào?
Follow item. Follow manufacturer direction. FMD. 5 phút cho quay phim. Và neutralizer là FMD. Đó, tụi cưng học như vậy là đủ rồi đó. Những cái này ra thi rất là nhiều. Bây giờ ghi cái chữ cho cô nè. Waving solution là cái gì cơ nha? Neutralizer là gì cơ nha? Giỏi. Waving solution là thuốc uống tóc. Nó còn gọi là thuốc làm quăng tóc, thuốc làm mềm tóc nha. Cô ghi trong đây là thuốc uống tóc. Mềm tóc không? Nó làm chưng nở mà. Mềm tóc. Có quăng tóc không? Quăng tóc. Neutralizer là thuốc gì cưng? Nó gọi là thuốc trung hòa ha cưng ha. Còn gọi là thuốc dập. Không biết nó đi vậy. Là thuốc trung hòa. Có cứng tóc không? Cứng tóc. Gì cưng? Trong cái làm sát là mình đi xả cái tóc ấy đó, là để cái đầu gì đi xả không? Đúng rồi, con phải để luôn cái ống chứ. Con có xả rồi khi nào mà mình đúng rồi, khi nào trung hòa xong rồi xả rồi con mới lấy. Đúng rồi, tại vì nó đang đóng mà. Tức là khi con làm uống tóc á, nó đang giữ cái vị trí đó thì con xả, con phải bỏ y chang. Đúng rồi, đúng rồi, phải xả cho kỹ là vậy đó. Mà đầu tiên xả nó nói nè, trong khi xả tóc phần nào quan trọng nhất? Phần gáy. Phần gáy. Cái gáy nó quan trọng, phải xả cái gáy cho thật kỹ nó khỏi. Thì em thấy trong sách có giống ngoài đời không giống mình. Nhưng mà ngoài đời có theo không? Học không? Sách giống thịt à. Nhưng mà cái người nào làm đúng cái người thẩm mỹ đó là sẽ theo đúng trong sách. Còn cô cưng muốn làm thêm cái thêm nhưng mà quá cố là cưng phải exactly theo lời hướng dẫn trong sách. Có ai thắc mắc gì không? Thuốc trung hòa là thuốc cứng tóc, khóa tóc, thuốc uống tóc, thuốc mềm tóc, làm quăng tóc. Hôm bữa hôm thứ hai thứ ba cô Kim Mê có chỉ cô cưng từng động tác phải không? Khi cô giáo chỉ đó lấy cuốn sách ghi vô. Tại vì những cái này đó là cổ theo cô, cổ nói là cưng nên em nên dạy em nó theo cô đi để cho mấy em nó vừa học mà vừa hiểu để đi thi luôn. Với lại cưng cũng áp dụng vô đi thi. Nhưng mà có những cái cổ nói khác hơn là tại vì người ta là dạy ngoài floor, nhưng cái căn bản là của cô. Hiểu không? Mình phải hiểu. Cô để cái thuốc trung hòa vô rồi đó là mình tháo cái ống cuốn ra trước. Không, để luôn ống, cưng phải để luôn ống. Tại vì nó đang xét cái ống kiểu đó thì cưng khóa luôn kiểu đó. Cưng gỡ ra nó lỏng rồi. Câu này cũng là một câu hỏi của một người đã làm sai ở trong đây. Khi mà em nó uống tóc xong á, cái nó xuống á, nó không nhớ, nó không hỏi cô giáo hay sao thì cô không biết. Nó gỡ ra, ống nó xả. Thì cưng gỡ ra như thế nào thì cưng bỏ trung hòa nó sẽ xét y chang vậy. Nhưng mà có những trường hợp cưng nên làm tại vì cưng thấy nó lỡ, nó quá quăng. Cưng hiểu không? Thì cưng đem xuống dưới cưng lấy lượt cưng chải chải hết đi, chải xong rồi xả rồi cưng cho cưng quá. Có thể làm nếu mà mình phát hiện trễ, nhưng mà từ đầu mình đã làm sai rồi, mình đã chọn ống sai rồi thì mình làm như thế nào? Hiểu cô nói không? Sợ quá thay vì như để 20 phút, để 10 phút thôi, thấy không? Cũng để đúng 20 phút nó quăng rồi, để 10 phút thôi, nhưng mà chắc chắn với cưng là cái loạn cũ sẽ giảm hết, hư hết. Xả xả không chậm ráo, chậm ráo chỗ trung hòa rồi đợi sang nhà sản xuất rồi xả. Đúng rồi, đúng rồi, mới mở. Có ai thắc mắc gì không? Thì cái đó là cái chương trình để cho tụi cưng học ha. Còn những cái kiểu uống tóc khác thì như thế nào nhớ nhá. Còn người ta nói rằng dù sao đó có những cái hãng, Có những cái hãng nó kêu rằng sau khi uống tóc rồi gội xà bông và dầu xả thì cưng có theo nó không? Phải theo lời hướng dẫn nha cưng. Theo lời hướng dẫn nó kêu gì mình làm cái đó. Thành ra trước khi mình cầm một cái lọ thuốc, đầu tiên mình đọc cái gì? Lời hướng dẫn của nhà sản xuất chứ. Thì cưng phải đọc. Mỗi một hãng nó khác nhau nha cưng. Luôn luôn cầm một cái, bất cứ một cái product gì trên tay, cái đầu tiên là mình phải read manufacturer direction, coi còn nó chỉ mình làm cái gì, tất cả những cái đó.
Còn ngoài ra những cái chương trình khác là uống tắt các kiểu khác nhau, chẳng hạn như căn bản bạn đi thẳng, giờ không căn bản tôi thuốc uống cong được không? Được, nói chung là thẳng là căn bản, nhưng mà sao không muốn căn bản, tôi muốn lót gạch được không? Ổng bên này ổng bên kia cũng là một kiểu, hoặc là cái chỗ này thay vì đi thẳng tôi đi cong được không? Được, nhưng mà căn bản lúc nào cũng đi thẳng nha cưng, đi thẳng. Và trên cái ô thẳng đó mình sẽ bỏ ống, gọi là căn bản, nghe chưa? Còn mình uống kiểu nào, hiểu chưa, nói chưa? Rồi, y chang. Đó là những cái đó tụi cưng thi hết nha. Còn hạn những người tóc dài thì cưng đặt cái gì? Nếu tóc dài thì uống cái gì? Spiral, ống như nào? Dựng đứng một ống, hoặc là mẹ bồng con là hai ống, nhớ không? Tùy theo người khách yêu cầu nha. Bây giờ uống ngang với uống dọc khác nhau như thế nào? Uống ngang thì nó phồng không cưng? Phồng, lúc nào cũng nằm da đầu. Còn trong uống dọc thì lúc nào nó cũng hang nghìn tòng ten, cái ống nó hơi rung rinh tại vì nó không có nằm sát da đầu, hiểu chưa? Nó hai cái nó khác nhau đó. Nó hỏi đó, nó nói hang nghìn cơ là gì? Hang nghìn cơ là cái lọn nó hơi rung rinh tòng ten, thì cái đó xét dọc hay xét ngang? Dọc, nhớ nha. Ừ. Cái nào cũng có chung quà hả con? Mở cổng nó phải đóng cổng. Bây giờ hỏi một câu nè, chính em trả lời cho cô. Acid alkali các thằng nào mở cổng nhiều hơn? Giỏi. Acid mở cổng hết hơn đúng không? Nó cũng phải giặt thôi. Đúng rồi, cái nào cũng có thuốc giặt hết hơn. Uống là phải có giặt, mở là phải đóng. Ông thuốc duỗi nó cũng có, thuốc duỗi nó cũng có thuốc giặt của thay ô mà. Không có nào mà không có giặt hết chứ, cái nào cũng có giặt hết, mở phải đóng. Nhưng mà có hai loại, mở nhiều thì đóng nhiều là alkali, mở ít là acid thì cũng phải đóng chứ, phải đóng lại hết, cái gì cưng cũng phải có. Nhưng mà có chai, có hiệu 4 chai, có hiệu 2 chai, nhưng mà cái nào cũng có 2 chai, thuốc uống giặt. Ít nhất là 2 chai. Ít nào cũng có 2 cái chai này nha, nghe nè. Lúc nào uống tóc cũng có 2 chai này nha cưng. Lúc nào 3 chai thì là activate rồi, 3 chai là chai kích hoạt, tức là cái thuốc uống tóc này nó cần một người kích hoạt, thường là acid. Có khi alkaline cũng cần kích hoạt, nhưng mà nó hỏi chai số 1, số 2 bạn hiểu rồi, nhưng mà có một chai số 3, chai đó là chai gì? Cô mới nói rồi, nếu mà 1, 2 có chai số 3 thì chai đó gọi là activator. Activator là thuốc thì cưng kích hoạt. Thì trong cuộc đời mình á, thì cưng đang mệt muốn kích hoạt uống gì hả? Thì là tùy hãng cơ, tùy hãng, nhưng mà thần đông acid nó kích hoạt, đúng rồi. Thì cái trong người mình đang mệt kích hoạt mình làm gì ta? Trong người mình đang mệt kích hoạt mình làm gì? Khỏe bằng cách nào? Uống tinh lực. Uống xong thì còn uống xong. Không, ý cô nói tôi hiểu không? Kích hoạt là một cái chất mà tôi... Bây giờ nó hỏi nè, cái kích hoạt này được bỏ vô thuốc uống tóc hay trung hòa? Đông trả lời cho cô coi. Bỏ vô thuốc uống tóc hay thuốc trung hòa? Nó kích hoạt là phải uống tóc, có hiểu chưa? Để cho nó kích hoạt cho nó mạnh lên. Thì thường là những người tóc yếu, nhờ thuốc yếu, cô nói là thuốc yếu là acid nha cưng. Nhưng mà tất cả cái gì cưng cũng phải theo lời hướng dẫn của nhà sản xuất. Cái hộp nó bao nhiêu chai là mình phải coi nó, chứ không có nói được. Nhưng chủ yếu lúc nào cũng là 2 chai, còn căn bản là 3 chai, 2 hoặc 3 chai là căn bản nha cưng. Có 14 chai, 5 chai thì trong hãng nha. Rồi bây giờ có thắc mắc gì không? Đó là những cái mà mấy chị mấy ra rồi, có thể ngày mai cô cho mấy chị về về duỗi tóc. Ngày mai mình sẽ vô thực hành duỗi tóc, thì bây giờ gần 11 giờ rồi. Ok, mình cho một tràng bốc tay đi. Xong rồi. Bye mấy em.